Thì chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học môn công nghệ 10. Ở môn công nghệ 10 thì gồm có 5 chủ đề. Chủ đề 1 là chủ đề khái quát về công nghệ. Ở bài 1 hôm nay chúng ta sẽ học là bài khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về khoa học, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về kỹ thuật, khái niệm về công nghệ. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về khoa học. Như vậy khoa học là gì? Các em hãy kể tên các môn học thuộc về nhóm khoa học tự nhiên. Như các em đã biết, người nghiên cứu khoa học thì người ta được gọi là nhà khoa học. Như vậy, khái niệm về khoa học là gì? Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên. Như vậy khoa học thì người ta thường được chia ra làm hai nhóm: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Khoa học tự nhiên thì người ta sẽ nghiên cứu các hiện tượng của thế giới tự nhiên. Còn khoa học xã hội thì người ta sẽ nghiên cứu các hoạt động và phát triển của xã hội. Như vậy chúng ta chỉ tóm tắt ngắn gọn, chúng ta ghi khái niệm về khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật và hiện tượng tự nhiên, tư duy và xã hội. Như vậy các môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên là những môn nào? Và đó là chúng ta tìm hiểu khái niệm về khoa học. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm về kỹ thuật. Các em cho thầy biết các sản phẩm nào thuộc lĩnh vực kỹ thuật mà em biết. Về khái niệm kỹ thuật, có khái niệm là ứng dụng các nguyên lý khoa học vào việc thiết kế chế tạo các máy móc thiết bị. Như vậy các em tìm hiểu là kỹ thuật ngắn gọn ha, là ứng dụng các nguyên lý khoa học vào việc thiết kế chế tạo các máy móc thiết bị. Còn kỹ thuật thì được chia thành nhiều lĩnh vực như lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật điện, điện tử, vân vân. Như vậy các sản phẩm nào là sản phẩm thuộc lĩnh vực kỹ thuật? Như các em xem trên màn hình, các em thấy là bộ bánh răng hay là mạch điện.
hai ví dụ đó là sản phẩm thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Một là thuộc lĩnh vực cơ khí là bộ bánh răng. Còn hình B mạch điện là nó thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện hay là điện tử. Bây giờ chúng ta sang phần khái niệm thứ ba là khái niệm về công nghệ. Công nghệ thì các em cho thầy biết những lĩnh vực công nghệ nào, các em nêu ra một số lĩnh vực công nghệ mà em biết. Như vậy, khái niệm về công nghệ. Công nghệ là các giải pháp để ứng dụng những phát minh khoa học vào mục đích thực tế, đặc biệt là trong công nghiệp thì người ta gọi là công nghệ. Như vậy thì nhắc lại, công nghệ là các giải pháp mà ứng dụng những khoa học vào mục đích thực tế. Thì công nghệ có thể phân loại theo các lĩnh vực như lĩnh vực khoa học, như công nghệ hóa hay là công nghệ sinh học. Còn phân loại theo lĩnh vực kỹ thuật thì gồm có công nghệ cơ khí, công nghệ xây dựng, công nghệ điện, vân vân. Như vậy những lĩnh vực công nghệ như lĩnh vực hình A các em thấy là lĩnh vực cơ khí, còn hình B là lĩnh vực công nghệ sinh học. Và các em sẽ sang phần hai lớn là liên hệ giữa khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Khoa học thì tạo cơ sở cho sự phát triển của kỹ thuật. Ngược lại, kỹ thuật phát triển lại giúp khoa học tiến bộ. Thì các em xem một số ví dụ. Đó là mối liên hệ giữa khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Khoa học tạo cơ sở cho sự phát triển của kỹ thuật. Nhưng mà ngược lại thì kỹ thuật phát triển lại giúp khoa học tiến bộ hơn. Như các em nhìn hình 1.3 là sơ đồ mối liên hệ giữa khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Các em vẽ cho thầy hình 1.3.
là sơ đồ mối liên hệ giữa khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Ví dụ đơn giản nhất các em, như kỹ thuật vật liệu điện tử này. À, kỹ thuật vật liệu điện tử mà phát triển thì sẽ giúp cái công nghệ thông tin phát triển. Ngược lại, công nghệ thông tin mà phát triển thì tạo ra các công nghệ mới. À, giống như là công nghệ trí tuệ nhân tạo, như các em nghe những năm gần đây, hay là công nghệ truyền thông internet. Thì chúng ta sang phần 3 lớn là quan hệ giữa công nghệ với tự nhiên, con người và xã hội. Thì công nghệ nó ảnh hưởng tới tự nhiên, như làm thay đổi môi trường, khí hậu. Ngược lại, tự nhiên cũng làm công nghệ phát triển. Khi sử dụng các công nghệ sạch, an toàn. Như vậy là quan hệ giữa công nghệ với tự nhiên ha. Thì nếu mà công nghệ thì nó ảnh hưởng tới tự nhiên. Ví dụ như là công nghệ lạc hậu, mà trong công nghiệp thì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Như khói bụi nè, chất thải nè. Nếu mà công nghệ lạc hậu quá thì sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường, khí hậu. Ngược lại, nếu mà công nghệ phát triển, khi sử dụng các cái công nghệ sạch, an toàn, thì làm cho cái môi trường và khí hậu sẽ không bị ảnh hưởng. Mà ví dụ gần gũi nhất là công nghệ sản xuất điện. Ví dụ như là sử dụng năng lượng hóa thạch, tức là xăng dầu, thì sẽ ảnh hưởng tới môi trường. Còn nếu chúng ta mà dùng công nghệ mà điện mặt trời hay là điện gió, thì khi đó sử dụng công nghệ điện mặt trời hay điện gió thì bảo vệ môi trường. Giống như xe, chiếc xe ô tô, okay. Nếu mà chạy bằng năng lượng hóa thạch, tức là xăng dầu, thì sẽ gây ô nhiễm môi trường. Còn nếu mà công nghệ mà phát triển sản xuất xe ô tô mà chạy bằng điện, thì sẽ bảo vệ môi trường. Như hướng tới người ta sử dụng là xe ô tô chạy bằng điện. Rồi, hay ví dụ nữa, nếu mà công nghệ phát triển thì nó tạo ra những cái sản phẩm phục vụ cho đời sống gia đình của chúng ta. Như những thiết bị điều khiển tự động hay là điều khiển từ xa, thì hay là tạo ra những cái sản phẩm mà thông minh. Để được những cái sản phẩm thông minh thì công nghệ phải phát triển.
em vẽ và cho thầy hình 1.4 là mối quan hệ giữa tự nhiên, công nghệ, con người và xã hội. Như vậy, tóm lại, khoa học, ví dụ như là về nguyên lý cảm ứng điện từ thì nó thuộc là lĩnh vực khoa học. Còn thầy ví dụ như là động cơ điện, tức là cái phần kỹ thuật. Còn dây chuyền sản xuất tự động, tức là nó là công nghệ, lĩnh vực khoa học, kỹ thuật để tạo ra những cái sản phẩm nào đó. Còn cái lĩnh vực mà công nghệ, tức là những cái dây chuyền mà sản xuất. Kết thúc bài thì các em ghi ngắn gọn ở cái phần ghi chú ở cuối sách giáo khoa, ở cuối bài 1. Như vậy khái niệm khoa học là gì? Rồi khái niệm về kỹ thuật, rồi khái niệm về công nghệ, rồi mối quan hệ giữa khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Giờ công nghệ có mối quan hệ với tự nhiên, con người và xã hội như thế nào? Thì các em ghi tóm tắt cái phần ghi chú ở cuối bài. Như vậy ở bài 1, hôm nay chúng ta học tới đây là hết.